Chào mừng tất cả các bạn đã quay lại với kênh của chúng mình. Những hat-trick đầu tiên Ronaldo ghi cho Juventus, Man United và Real Madrid. Ba bàn thắng vào lưới Cagliari gần đây đã giúp Ronaldo bổ sung vào bộ sưu tập nhiều kỷ lục khó bị phá vỡ. Màn trình diễn ấn tượng này giúp Ronaldo thiết lập nhiều kỷ lục mới trong sự nghiệp. Siêu sao sinh năm 1985 trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn trong 18 mùa liên tiếp, tính riêng trong top 5 giải đấu hàng đầu châu Âu từ năm 2003 đến năm 2020. Cùng điểm lại những hat-trick đầu tiên đáng nhớ trong sự nghiệp của CR7 nhé. Và các bạn đừng quên bấm subscribe kênh YouTube Live Fanpage Bóng đá hài hước để nhận ngay những thông tin mới nhất đến từ chúng mình các bạn nhé. Với một siêu tiền đạo như Cristiano Ronaldo, việc lập một hat-trick chẳng có gì là lạ. Thậm chí, anh cùng người bạn chưa từng ăn tối cùng nhau Lionel Messi còn có thói quen dùng những cú hat-trick hay poker như cách để chào hỏi hay giao tiếp với nhau. Chắc chẳng ai trong số chúng ta cảm thấy xa lạ với những cái tích như Messi gọi Ronaldo trả lời hay ngược lại. Nói như vậy để thấy, ngôi sao người Bồ ghi 3 bàn trở lên trong một trận đấu nhiều như cơm bữa. Tính đến thời điểm hiện tại, anh đã làm điều đó đến 56 lần trong sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, trong gia tài đồ sộ đó, những lần đầu tiên sẽ luôn ấn tượng hơn cả. Ngôi sao người Bồ có lẽ cũng là một trong số ít cầu thủ lập hat-trick cho tất cả những câu lạc bộ mà anh từng chơi. Và hôm nay, xin mời các bạn hãy cùng chúng tôi xem lại những lần đầu tiên Ronaldo làm chuyện ấy cho Manchester United, Real Madrid và Juventus tại các giải đấu quốc nội nhé. Dù từng giành quả bóng vàng năm 2008 trong màu áo Manchester United, thế nhưng trong 56 cú hat-trick từng ghi, Ronaldo chỉ có một lần được tận hưởng cảm giác ấy khi còn khoác áo đội chủ sân Old Trafford. Trở lại với cú hat-trick trong màu áo của Quỷ Đỏ, Ronaldo lập được thành tích đó vào mùa giải 2007-2008. Ở trận thắng Newcastle 6-0 tại giải Ngoại hạng Anh, Ronaldo đã có cú hat-trick đầu tiên và cũng là lần cuối cùng khi khoác áo MU. Ronaldo đã có bàn mở tỷ số ngay khi hiệp 2 vừa mới bắt đầu được vài phút, báo hiệu cơn mưa bàn thắng bắt đầu trút xuống Old Trafford, được hưởng quả đá phạt từ cự ly gần 20m. Tiền vệ người Bồ Đào Nha xúc chìm khôn ngoan, đưa bóng bay xuyên qua hàng rào, không cho Given cơ hội cản phá. Phút 71, Tam Tấu Rooney, Tevez, Ronaldo phối hợp bật tường một chạm cực kỳ ngẫu hứng để ngôi sao Cristiano Ronaldo nâng tỷ số lên 3-0. Đến lúc này, Newcastle đã hoàn toàn chịu trận và không còn động lực thi đấu. Chỉ còn vài phút nữa hết trận, Ronaldo một lần nữa điền tên mình lên bảng điện tử bằng cú dứt điểm vô cùng hiểm hóc, kết thúc một ngày thi đấu rực sáng. Tháng 10 năm 1996, fan hâm mộ chích chòe từng hả hê khi đội bóng con cưng hủy diệt MU đến 5 bàn không gỡ. Hơn 11 năm sau, các chiến binh áo đỏ lại là người dạy cho Newcastle bài học vỡ lòng về bóng đá khi đã bại đối thủ với tỷ số 6-0, đúng bằng một set đấu tennis. Trong đó, cú hat-trick của số 7 bên phía MU gây ấn tượng mạnh mẽ hơn cả. Cũng năm đó, Ronaldo ghi được tới 42 bàn trên mọi mặt trận, góp công lớn vào chức vô địch Champions League của đội bóng dưới tay Sir Alex Ferguson. Thời điểm Ronaldo rời Manchester United để cập bến Santiago Bernabeu là mùa hè 2009, không phải đợi quá lâu, ngôi sao người Bồ chỉ cần đúng một năm sau đó để lần đầu tiên mang về cú hat-trick cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Chỉ có khác so với cú ăn ba đầu tiên là lần này chủ nhân của nó lại khoác áo số 9. Một lần nữa, hàng công của Galacticos 2.0 lại cho thấy sức mạnh hủy diệt khi ghi tới 4 bàn thắng vào lưới Mallorca, đội chỉ thua một trận duy nhất trên sân nhà kể từ đầu mùa giải.
Trong đó, bàn thua bất ngờ ở phút 16 buộc Real phải dồn lên tấn công và Ronaldo vẫn là ngòi nổ trong các đợt lên bóng của kèn kèn trắng, chiếm lĩnh thế trận và tạo ra sức ép cần thiết. Cuối cùng, Real Madrid cũng có bàn gỡ hòa ở phút 26, vẫn là một pha thoát súng của CR7 và lần này cú bấm bóng kỹ thuật của anh không cho thủ thành Aoate một cơ hội cản phá. Đến phút 57, sự khác biệt một lần nữa đã được Kèn Kèn tạo ra. Sergio Ramos nhìn thấy Cristiano Ronaldo đang băng súng và anh đã tung ra một đường truyền như đặc. CR9 khống chế bằng ngực và tung cú sút làm thủng lưới của Aoate, bất chấp sự cản phá của Josemi, người phản đối bàn thắng. Đội chủ nhà vỡ thế trận và Ronaldo tiếp tục làm khổ hàng phòng ngự đối phương bằng những pha đi bóng lắc léo. Phút 72, có bóng từ khu vực giữa sân, cựu tiền đạo MU đi bóng qua ba hậu vệ Mallorca và dứt điểm chính xác hoàn tất cú hat-trick trong trận đấu này. Hat-trick này không chỉ có ý nghĩa là lần đầu tiên của Ronaldo trong màu áo Los Blancos mà còn là lời khẳng định của cựu tiền vệ MU với cả thế giới. Cristiano Ronaldo phải chờ đến mùa giải thứ hai mới lập được kỳ tích với Juventus trong trận thắng Cagliari, qua đó xóa bỏ điều cấm kỵ tại Serie A là chưa bao giờ ghi bàn trước đối thủ này. Juventus gặp nhiều khó khăn và không thể ghi bàn vào lưới Cagliari trong 45 phút đầu tiên, nhưng sang hiệp 2, đẳng cấp của Ronaldo đã lên tiếng. Phút 49, hậu vệ Clavan phạm sai lầm truyền ngang trước vòng cấm. Sau khi cướp được bóng, Ronaldo rê qua thủ môn rồi sút vào lưới trống, mở tỷ số trận đấu. Bàn thắng cho thấy rõ tốc độ, khả năng đánh hơi, cơ hội và kỹ thuật dứt điểm của CR7. Gần 20 phút sau đó, không những không có được bàn gỡ, Cagliari còn phải vào lưới nhặt bóng lần nữa vì sai lầm của hàng phòng ngự. Phút 67, từ pha lên bóng ở trung lộ, Paulo Dybala cầm bóng đột phá vào vòng cấm và bị hậu vệ Cagliari đốn ngã. Trọng tài chỉ tay vào chấm 11m và Ronaldo đã dễ dàng đánh lừa thủ thành Robin Olsen trên chấm penalty, nâng tỷ số lên 2-0 cho Juventus. 15 phút sau, Ronaldo hoàn tất cú hat-trick bằng cú dứt điểm qua hai chân thủ thành Robin Olsen từ góc hẹp sau tình huống phản công ở trung lộ, ấn định chiến thắng tưng bừng 4-0 cho Juventus. Đây là lần đầu tiên Ronaldo lập hat-trick cho Juventus tại sân chơi quốc nội, đồng thời trở thành cầu thủ Bồ Đào Nha đầu tiên trong lịch sử ghi 3 bàn trong một trận đấu tại Serie A. Từ địa ngục, Bồ Đào Nha hồi sinh trong trận đấu mà Cristiano Ronaldo đã chứng minh rằng bản thân anh không chỉ biết đá giao hữu. Thành phố Belfast cũng đã chứng kiến một trang sử mới của CR7, Ronaldo vì anh hùng dân tộc mới. Nhật báo Abola chạy dòng tích sau chiến thắng của Bồ Đào Nha trên sân Windsor Park. Chỉ dòng tích ấy cũng để nói lên người Bồ phát điên cỡ nào trước màn trình diễn của CR7. Chiến thắng cho Bồ Đào Nha đến trong trận cầu hấp dẫn và nảy lửa ở Belfast với 6 bàn thắng, 7 thẻ vàng, 2 thẻ đỏ trực tiếp và 1 thẻ đỏ gián tiếp. Thế nhưng trong video này, chúng tôi sẽ chỉ điểm qua những pha lập công trong cú hat-trick ngoạn mục của ngôi sao người Bồ, đặc biệt trong số đó là hai cú đánh đầu đến chỉ trong vòng 9 phút. Đầu tiên đến ở phút 68 với một pha đánh đầu sau khi Moutinho đá phạt góc. Phút 77, Ronaldo ghi bàn thứ hai cho riêng anh vẫn bằng một cú đánh đầu cận thành sau khi nhận quả tạt chính xác từ Coentrao bên trái vào. Cú hat-trick được siêu sao Real Madrid hoàn tất bằng pha đá phạt trực tiếp như nã đại bác ở phút 83, ấn định kết quả 4-2. 3 bàn thắng, trong đó có một pha sút phạt trực tiếp đẹp mắt, thời gian là 15 phút và Bồ Đào Nha lật ngược thế cờ.
superhero. Lần đầu tiên trong lịch sử, Ronaldo ghi được hat-trick cho Bồ Đào Nha sau khi đã lập đến 21 cú hat-trick cho Real Madrid và Man United, 17 ở La Liga. Nên nhớ rằng, ở thời điểm đó, Messi, đối thủ lớn nhất trong sự nghiệp của Ronaldo, đã từng lập 3 cú hat-trick cho Argentina trong bộ sưu tập bàn thắng, nhưng tất cả đều diễn ra trong các trận giao hữu. Vừa rồi chính là những cú hat-trick đầu tiên khó quên trong sự nghiệp của siêu sao Cristiano Ronaldo. Bạn yêu thích pha ăn ba nào nhất trong số đó? Hãy chia sẻ với chúng tôi bằng cách để lại bình luận phía bên dưới. Cảm ơn vì đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.